Hai mọi người, lại là tôi đây. Trưa nay chúng ta sẽ ăn món cơm chay mọi người, cơm hộp chay mọi người. Thấy có món gà luộc mọi người, với sườn chiên hay là bò mọi người, với này kia mọi người, không biết gì nữa mọi người. Nói chung đồ chay mọi người, nước chấm có nước tương chanh ớt mọi người, nước súp mọi người, tráng miệng có kẹo chuối đậu phộng mọi người, nước uống có trà đá mọi người, trà tắm mọi người. Đây mọi người, cơm hộp chay mọi người, cái chỗ này làm giống như cái kiểu giống giống gà luộc mọi người, cái sườn chay mọi người với cái gì chiên mọi người, rồi có dưa leo đồ đũa này kia mọi người, đấy mới biết mọi người, mình chưa biết có gì trong mọi người, to mọi người, cái súp mọi người, cái súp trong mọi người, súp của cải đỏ hay gì mọi người, không biết mọi người. Kẹo người, kẹo chuối người, kẹo chuối đậu phộng người, cơm người, tô không người, tô cái tổ người, nước tương người, tương chanh ớt người, đi trà đá người, trà đá trà tắm người. Muỗng người, đổ mà đổ hết sô le rồi đổ gió qua mặt mát luôn. Mình để quạt cho nó kiểu nó để mấy mé ngoài cho nó thoáng rồi nó hơi ấy chứ không cần quạt ngay mình thì sẽ để ngoài nó mấy mé ngoài cho nó không thoáng được rồi. Đây hết cái tô gì về còn cái tô có tô bự lấy tô bự luôn rồi như sắp đúng hầm rồi thấy nó hầm đó cái gì nó sao mời mọi người ăn cơm cơm mọi người cơm thôi đây có ngồi ở trên mọi người. Cái miếng này thì giống gà luộc rồi, con này thì cái sườn lắc chiên rồi, thì bánh chiên rồi, cơm sườn, con này chín rồi, cái này giống làm kiểu giống giống mắm rồi, mắm hay gì, để có bắp cải mà bắp cải với leo mà với đậu đũa mắm mà củ cải trắng với cải đỏ mà nó là bánh mì luôn rồi để trong làm giống như món thịt nguội luôn rồi bà tê luôn rồi không ngờ mọi người cái nấm nó lại giòn giòn luôn rồi bánh mì nó mềm mềm giống như phải mà
Ăn là mùi giống ba tây thật mà. Cái ba tây mà có cuộn trứng đúng không ạ? Rồi đó. Còn đây ở ngoài cuộn bánh mì đúng không ạ? Còn bày nó giống như cái bún ta không à, mềm mềm giống như cái bún ta. Cái mắm chua chua không biết là cái gì không à. Là bánh chiên luôn à. Bánh đậu xanh chiên luôn à. Nghe giống chả cám mà, chả cá chay. Sườn này thì có ớt, chả ớt ngũ vị hương rồi, thơm thơm đúng rồi, cho nên không biết cái này là cái kiểu bò hay là kiểu nạc không à, bò hay là heo không à. Cơm này diễn diễn với cơm tấm luôn. Nếu mà làm giống cơm tấm vậy là mắm luôn rồi, mắm chay ăn ngon hơn rồi. Ăn được luôn rồi. Chữ không? Mỗi thứ đi mỗi ngã mà nó không quản là được không ạ, cho nên ăn cũng được không ạ, không mấy lắm. Cũng có mấy món vậy mà, nhưng mà tùy chỗ người ta ấy sao luôn rồi, nhìn thấy là người ta phối mấy cái món á, càng cảm giác nó hợp luôn rồi. Nấu cá mỗi gì nhìn về lúc đầu tưởng gà luộc không à, ở ngoài vàng vàng giống lớp gà già không à, rồi mặt là ở trong thì cái này tưởng đông nạc không à.
nấm có tiêu này kia thần da giống thịt nguội hơn không? Nó sắp củ hành, củ cải đỏ, bí giờ vừa hành ngọt. Như vậy nó hơi tạp luôn rồi, nó hầm ba lần lắm rồi, không có hầm chua chua cái tỏi hả? Ừ. Nguyên cái miếng tỏi, nguyên củ tỏi. Vậy nó hơi lạ xíu rồi. Trong cái sốt này thì tôi không biết theo nấu hay kiểu gì mà nó trong cái gì nó lạ mà kiểu nó hơi tạp, kiểu giống như nó trộn lại với nhau rồi, hai ba thứ trộn nhau rồi. Có tráng miệng luôn, ăn tráng miệng giết quen rồi, kẹo chuối đậu phộng luôn rồi. Chuối đậu phộng gừng rồi, ở ngoài là lớp vỏ bánh tráng còn giòn rồi. Món này mấy kẹo Tết đợt trước mà mua về luôn rồi. Thấy phải phải món này rồi, kẹo chuối nó dẻo dẻo ngon ngon, ngọt ngọt giòn giòn, có đậu phộng nó thơm thơm rồi. Có gừng á, như là cay mắm. Hơi dính dằn xíu mà nó có vị giòn giòn của bánh tráng mà dẻo dẻo của chuối mà dẻo dẻo chua chua của chuối mà nhờ dẻo dẻo chua chua ngọt ngọt nhẹ mọi người, của chuối đậu phộng nó thơm thơm mọi người, có gừng nó ấm ấm mọi người, nó cay cay ấm ấm nhẹ mọi người, cộng cái mọi người. Ăn món này thì khỏi ăn mắc gừng, mất gừng cũng được rồi, khỏi ăn kẹo đậu phộng cũng được rồi, có đậu phộng thơm thơm. Nói chung món này khó ngon rồi, kiểu ăn nó ngon thơm vừa. Cái cơm tấm mọi người, cơm tấm chay đi mọi người, nó có đủ thứ hết mọi người, nó chắc có chả chay mọi người, với sườn chiên mọi người, với này giống như kiểu gà luộc mọi người, nhưng mà cái này giống thịt nguội ba tay hơn mọi người, kiểu ba tay. Với củ cải trắng, củ cải đỏ mọi người, bắp cải, dưa leo, đậu đũa luộc mọi người, có miếng hành ngò này kia, ăn được mọi người, nói chung ăn cũng được mà cảm giác kiểu nó mỗi thứ nó đi mỗi ngã mọi người, ăn nó không quện lắm mọi người. Với lại chan nước tương rồi này, nếu mà cầm tắm cảm giác chan nước mắm mặn người làm nước mắm chay người ăn nó giống hơn rồi, làm mắm cho nó sệt sệt đỡ người, nó kẹo kẹo rồi nó giống hơn rồi, giống ăn cầm tắm hơn. Với lại phối mấy món này không biết là do không có trộn mắm vô sao cảm giác nó mỗi thứ nó đi mỗi ngã rồi, mỗi vị khác nhau, nó vợ nó chưa có ấy là ăn cũng được không rồi. Còn món canh này thì thôn luôn rồi. Tạm được không rồi, kiểu giống như hầm ba lần không rồi. Hầm ba lần là rau củ trộn vô lại, nhưng mà có tùy chỗ có tùy người mà. Ta hầm ba lần nấu kiểu mà theo kiểu hầm ba lần người là trộn đủ thứ luôn rồi, nấu thành cái nồi súp luôn rồi, nấu thật nhiều rồi cái nêm nếm gia vị sẵn trước luôn rồi, xong cái bắt đầu mới nấu rồi, nấu xong gia vị nó thấm vô mấy cái súp đó rồi nó mềm ra, nó trộn lại nó thấm về ăn cũng ngon lắm rồi. Mấy cái đó kêu không bằng biết kêu cái gì mà kiểu lộn xộn sao bằng đúng không?
người ta nấu theo kiểu đó cũng ngon rồi, có nghĩa là để gia vị trước rồi nêm nếm trước, đổ đó vô rồi nêm nếm gia vị vô luôn rồi, rồi xong rồi bắt lửa lên nấu chừng nào cho nó sắc nó sệt lên rồi nên gia vị nó thấm vô là ăn đúng ngon rồi. Canh đó. Mình nấu hầm ba lần là món vậy luôn rồi, còn món này kiểu hầm ba lần nhưng mà cái vị nó không quện là được luôn rồi, cái vị nó lạ lắm rồi, cái hầu nó chua chua mà nó sấp có mùi bây giờ thì kiểu nó buồn buồn ngọt ngọt luôn rồi, cái mẻ trái ăn đấy cũng tỏi mùi nó trong với củ hành kia luôn rồi, mỗi cái vị nó lạ lắm luôn rồi, ăn cũng được, nói chung là bữa nay ăn cơm được không rồi. Rồi nước mắm chấm ăn ngon hơn rồi. Rồi coi được coi cái kẹo chuối luôn rồi, ăn cho nó tráng miệng, cảm giác nó ngon với uống nước trà luôn rồi, trà tắm ngon hơn. Rồi chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một bữa trưa thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ, ba mọi người.